của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược năm 1950-1953. Đầu tiên chúng ta đi vào một lớn chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950. Một nhỏ hoàn cảnh lịch sử mới. Ở phần này chúng ta có những cái nội dung chính cần ghi nhớ như sau. Ngày 1 tháng 10 năm 1949, cách mạng Trung Quốc thành công, hệ thống xã hội chủ nghĩa nối liền từ châu Âu sang châu Á. Nước ta ra khỏi sự bao vây của các nước đế quốc và có điều kiện liên lạc cách mạng với các nước xã hội chủ nghĩa và các cái lực lượng dân chủ khác. Nhờ sự thắng lợi này mà tình hình thế giới và Đông Dương có lợi cho cuộc kháng chiến của ta. Lực lượng của ta ngày càng lớn mạnh, trong khi đó quân Pháp liên tiếp bị thất bại trên chiến trường và lệ thuộc vào Mỹ nhiều hơn. Mỹ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Để giành lại quyền chủ động đã mất, thì Pháp sẽ có những cái âm mưu gì mới và chủ trương của ta để đối phó. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu ở mục 2, quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc, gồm 4 vấn đề. Thứ nhất đó là âm mưu của Pháp, thứ hai chủ trương của ta, thứ ba đó là về diễn biến, cuối cùng là ý nghĩa và kết quả và ý nghĩa. Đầu tiên chúng ta đi vào âm mưu của Pháp. Đó là để giành lại quyền chủ động trên chiến trường, đồng thời nhận thêm viện trợ về tài chính và quân sự của Mỹ, Pháp đã thực hiện kế hoạch RBA nhằm khóa chặt đường biên giới Việt Trung, tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4 và thiết lập hành lang Đông Tây, chuẩn bị tấn công lên Việt Bắc lần 2. Để phá vỡ âm mưu đó và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ cho cuộc kháng chiến, thì tháng 6 năm 1950, Trung ương Đảng và chính phủ ta quyết định mở chiến dịch biên giới nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phóng một phần vùng biên giới, mở rộng và củng cố căn cứ Việt Bắc, đánh thông đường liên lạc quốc tế của ta với các nước xã hội chủ nghĩa. Theo quan sát về bức tranh, đó là Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp bàn mở chiến dịch biên giới. Bức tranh thứ hai thì tôi giới thiệu cho các em, đó là Bác Hồ ra trực tiếp ra trận qua sát đồn Đông Khê. Cuối tháng 8 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lên Cao Bằng để cùng Bộ Chỉ huy trực tiếp chỉ đạo chiến dịch. Bác Hồ đã ra sở chỉ huy tiền phương trực tiếp ra trận qua sát. Điều đó đã gây xúc động mạnh mẽ trong lòng cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là với nhân dân các dân tộc ở Cao Bằng. Vì vậy, khắp mặt trận nô nức thi đua lập chiến công. Vậy thông qua hình ảnh Bác Hồ trực tiếp ra trận, chúng ta có câu thơ như sau: chống gậy lên non xem trận địa, vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây, quân ta khí mạnh lốt ngu đẩu, thề dậy không lăng lũ sói cày. Vậy chúng ta sẽ có những cái nội dung chính cần ghi nhớ ở phần 2 về âm mưu và chủ trương, về âm mưu của Pháp và chủ trương của ta như sau. Âm mưu của Pháp là thực hiện kế hoạch RBA nhằm khóa chặt biên giới Việt Trung, tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4 và thiết lập hành lang Đông Tây, chuẩn bị tấn công lên Việt Bắc lần 2. Chủ trương của ta là tháng 6 năm 1950, ta chủ trương mở chiến dịch biên giới nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, khai thông biên giới Việt Trung, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc. Chiến dịch này được tiến hành như thế nào? Chúng ta qua phần C nhỏ diễn biến. Ngày 16 tháng 9 năm 1950, ta đánh Đông Khê. Như vậy, chúng ta sẽ lý giải tại sao Đông Khê làm địa điểm tấn công đầu tiên trong chiến dịch biên giới. Là phân tích chủ trương đánh Đông Khê của Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ, phương châm chiến dịch của ta là đánh điểm diệt viện. Ta đánh vào Đông Khê là đánh vào nơi quân địch tương đối yếu, nhưng là vị trí rất quan trọng của địch trên tuyến phòng thủ Cao Bằng Lạng Sơn. Mất Đông Khê buộc địch phải cho quân đi ứng cứu. Ta có cơ hội thuận lợi tiêu diệt chúng trong vận động. Trong bức thư gửi các chiến sĩ ở biên giới, Hồ Chủ tịch đã nhắc nhở, trong cuộc chiến đấu này, ta chỉ được đánh thắng, không cho đánh bại. Tiếp theo, chúng ta thấy là đến ngày 18 tháng 9 năm 1950,
ta tiêu diệt Đông Khê, uy hiếp Thất Khê, Cô Bằng bị cô lập. Cao Bằng bị cô lập, hệ thống phòng ngự trên đường số 4 bị lung lay. Được tin đó, quân Pháp được lệnh rút khỏi Cao Bằng theo đường số 4. Đồng thời cánh quân từ Thất Khê đánh lên Đông Khê để thu hút lực lượng của ta, và đồng thời đón cánh quân từ Cao Bằng xuống. Biết được ý đồ của Pháp, quân ta mai phục chặn đánh ở cả hai cánh quân để tiêu diệt quân Pháp. Đến ngày 22 tháng 10 năm 1950, quân Pháp rút khỏi đường số 4. Như vậy, sau hơn một tháng chiến đấu, chiến dịch biên giới đã kết thúc thắng lợi, ta giải phóng được tuyến biên giới Việt Trung. Hành lang Đông Tây bị chật thủng, kế hoạch Sơ Ve bị phá sản, căn cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng. Đất nước ta được nối liền với các nước xã hội chủ nghĩa. Thắng lợi đó đã giáng một đòn nặng nề vào ý đồ xâm lược của giặc, để địch ngày càng lún sâu vào thế bị động về chiến lược. Đồng thời, nó cũng tạo ra một chuyển biến cơ bản cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta, đưa cuộc kháng chiến bước vào giai đoạn mới, giai đoạn chúng ta nắm quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ. Như vậy, chúng ta có những ý để ghi nhớ như sau về phần diễn biến. Ngày 18 tháng 9 năm 1950, quân ta tiêu diệt Đông Khê. Ngày 22 tháng 10 năm 1950, quân Pháp rút khỏi đường số 4. Phần D nhỏ, kết quả và ý nghĩa. Đầu tiên là ta giải phóng được tuyến biên giới Việt Trung, hành lang Đông Tây bị chọc thủng, kế hoạch Sơ Ve bị phá sản. Đánh dấu bước chuyển biến cục diện chiến tranh, ta giành quyền chủ động chiến lược. Sự thắng lợi của chiến dịch biên giới nhờ vào sự lãnh đạo tài tình của đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Võ Nguyên Giáp. Sự đoàn kết của quân dân trong chiến dịch này nổi bật lên là anh hùng La Văn Cầu. La Văn Cầu sinh năm 1932, dân tộc Tày, quê ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Ông đã chiến đấu 29 trận, trận nào cũng thể hiện rõ tinh thần gương mẫu, dũng cảm, kiên quyết vượt qua khó khăn, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong trận Đông Khê năm 1950, cánh tay phải bị đạn bắn gãy nát, La Văn Cầu khẩn thiết yêu cầu đồng đội chặt hộ cánh tay để khỏi vướng, rồi lại tiếp tục ôm một phá xông lên, phá tan lô cốt đầu cầu, mở đường cho đơn vị xung phong diệt tận vị trí địch. Với sự hy sinh quên mình của ông, đã góp một phần đưa của chiến dịch này đi đến thắng lợi hoàn toàn. Sau khi thất bại trong chiến dịch biên giới, Pháp sẽ có những âm mưu như thế nào? Chúng ta qua phần 2, âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp. Ở đây chúng ta có hai ý để ghi nhớ. Đầu tiên là thực dân Pháp âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược đã mất, đế quốc Mỹ tăng cường viện trợ cho Pháp. Ý thứ hai là tháng 12 năm 1950, Pháp đề ra kế hoạch De Lattes de Tassigny, gấp rút xây dựng lực lượng bình định vùng tạm chiếm. Với quyết tâm cao độ của Pháp và giả tâm xâm lược Đông Dương của Mỹ, thì ta có những thay đổi gì trong nhiệm vụ cách mạng ở giai đoạn này? Chúng ta qua phần 3, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của đảng, tháng 2 năm 1951. Như vậy, để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh kháng chiến đi đến thắng lợi, tháng 2 năm 1951, Đảng Cộng sản Đông Dương họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 tại Chiêm Hóa của tỉnh Tuyên Quang, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là bức tranh về toàn cảnh hội trường Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của đảng. Đây là cái quan cảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì đại hội. Như vậy, chúng ta thấy trong đại hội này có sự tham gia của 158 đại biểu chính thức và 53 đại biểu dự quyết. Đại hội đã thông qua những nội dung cơ bản như sau, có hai nội dung chính. Đó là hai báo cáo quan trọng. Báo cáo đầu tiên là báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiêu diệt thực dân Pháp và đánh bại bọn can thiệp Mỹ, giành thống nhất, độc lập, hoàn toàn, bảo vệ hòa bình thế giới.
Để kháng chiến đi đến thắng lợi, cần đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang, các tổ chức quần chúng, phát triển tinh thần yêu nước, thi hành chính sách ruộng đất ở vùng tự do để cải thiện đời sống của nhân dân lao động. Báo cáo thứ hai là báo cáo bàn về cách mạng Việt Nam của Tổng Bí thư Trường Chinh. Đó là chống đế quốc và chống phong kiến, tiến hành từng bước có kế hoạch sẽ đưa cách mạng đi đến thành công. Như vậy, ở phần này chúng ta có những nội dung cần ghi nhớ. Một nhỏ, hoàn cảnh. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của đảng tháng 2 năm 1951 họp tại Chiêm Hóa của tỉnh Tuyên Quang. Nội dung thứ hai là nội dung của đại hội là đầu tiên đại hội quyết định đưa đảng ra hoạt động công khai, lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam, bầu ra Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị của đảng do Hồ Chí Minh làm chủ tịch, Trường Chinh làm tổng bí thư. Đại hội thành công tốt đẹp, nó mang lại ý nghĩa là đánh dấu bước trưởng thành của đảng, thúc đẩy cuộc kháng chiến của chống Pháp của ta đi đến thắng lợi hoàn toàn. Tiếp theo, chúng ta phần 4 là phát triển hậu phương kháng chiến về mọi mặt. Phần này chúng ta giảm tải không học. Một số năm cũng vậy, giữ vững quyền chủ động đánh địch trên chiến trường chúng ta cũng không học. Vừa rồi cô đã cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản của bài 26. Chúng ta sẽ ghi bài và học bài. Ở đây cô có một vài câu hỏi nhỏ để các em soạn ở nhà như sau ở bài 27. Đầu tiên là nêu âm mưu và kế hoạch thực hiện của Pháp Mỹ trong kế hoạch Nava. Thứ hai là lập niên biểu sự kiện chính của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Câu hỏi thứ ba là nêu nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Geneva năm 1954. Chúc các em học tốt.